Hello, xin chào các bạn. Mình là Kim Long Trong đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một trang web mà mình có thể đào trực tiếp ra đồng USD. Sau đó thì mình sẽ dùng cái đồng USD đó, mình có thể đổi là một trong 12 loại coin này mà mình rút thẳng về ví ForexBay. Đường link của trang web đó mình sẽ để dưới phần mô tả video nha. Sau khi các bạn nhấp vào đường link ở dưới phần mô tả video thì nó sẽ ra giao diện một trang web như thế này. Thì bạn chỉ cần vào đây để đăng ký một tài khoản mới nha. Sau đó các bạn sẽ nhập địa chỉ email, username của các bạn, password, confirm lại password. Xong rồi tick agree chỗ này và tôi không phải là robot. Sau đó các bạn sẽ nhấn register để đăng ký. Sau khi các bạn nhấn nút đăng ký xong thì nó sẽ gửi một cái mail để confirm về địa chỉ email của các bạn. Và các bạn nhập ở chỗ này ha. Rồi các bạn chỉ cần vào mail của các bạn để các bạn verify cái mail đó. Rồi sau khi các bạn verify email ở trong hộp mail của mình thì nó sẽ ra một cái giao diện trang web như thế này ha. Trước tiên các bạn nhấn vào phần Daily Bonus. Thì ở đây mỗi ngày các bạn đăng nhập vào, cứ sau 24 tiếng các bạn đăng nhập vào, các bạn sẽ claim được một phần thưởng Daily Bonus ha. Thì ở đây nó có cộng ngày đầu tiên các bạn đăng ký vào các bạn đã claim được rồi nha. Thì nó sẽ cộng 10 điểm kinh nghiệm các bạn này, cộng thêm 0,1% khi mà các bạn đào, mỗi lượt đào sẽ cộng thêm 0,1% ha. Và các bạn ngày nào cũng phải vào các bạn claim phần thưởng này. Và đến ngày thứ 99 tới ngày thứ 100 thì cứ ngày nào vào cũng sẽ lên được một cái phần thưởng là 100 điểm kinh nghiệm để các bạn tăng level của mình lên. Và các bạn được cộng thêm 10 lượt đào nhanh, thêm 10% mỗi lượt đào. Ví dụ như mỗi lượt đào các bạn được 1 đô thì cộng thêm 10% thì các bạn sẽ có thêm 0,1 đô. Tức là tổng lượt đào của một lần đào đó các bạn sẽ được 1,1 đô nha các bạn. Rồi xuống tiếp. Đây là phần faucet ha, đây là phần đào. Thì ở cái phần đào này mỗi ngày nó sẽ cho các bạn là tổng cộng 20 lần đào ha. Và mỗi lần đào các bạn sẽ tăng lên được là 3 điểm kinh nghiệm. Đối với người mới thì nó khoảng chừng là 60.075 thôi, mình nhớ là vậy, tại vì hiện tại mình đang là level 2 rồi các bạn, nên là được 60.150. Đó. Và ở đây thì cứ mỗi 10 phút là các bạn sẽ claim một lần. Rồi xuống đây các bạn sẽ có thể thấy là chọn những cái attribute theo cái link theo cái bên đây ha. Thì ở đây nó có những cái phép cộng nè, 2 cộng 4 bằng 6 nè, mình sẽ chọn ha. Nó sẽ để rất là lung tung ở trên đây, ở dưới đây 2 cộng 4 nè, 6, 5 cộng 6 là 11 nè, 3 cộng 4 là 7, nghĩa nằm dưới đây nha. Rồi sau đó các bạn phải select cái upside down picture. Upside down có nghĩa là cái hình là nó bị lộn ngược ha. Thì các bạn coi trong năm cái hình này thì cái hình nó bị lộn ngược nè, bạn chọn rồi các bạn collect your reward. Đó là các bạn đã làm được cái phần này rồi. Thì sau khi mà các bạn claim cái phần đó thì đồng hồ nó bắt đầu đếm ngược 10 phút một lần nha. Rồi xuống phần này, đây là phần mà fast faucet, tức là đào nhanh nha các bạn. Thì ở phần đào nhanh này á là mỗi ngày nó sẽ cho mình là 60. Thì là mình test từ hôm qua, từ tối hôm qua tới giờ thì là mình để 58, rồi bây giờ mình sẽ test 2 lần nữa thôi. Để một chút mình sẽ rút về thử ví cho các bạn xem như thế nào nha. Và mỗi một lần phát gì các bạn sẽ được cộng thêm 1 điểm kinh nghiệm nè. Và mỗi một lần phát gì thì được 25.000 mấy thôi. Do là mình level 2 rồi nên là 25.063 nha. Và cứ 30 giây các bạn claim một lần. Tức là nếu mà các bạn muốn claim hết 60 lần này thì mỗi ngày các bạn chỉ bỏ ra khoảng chừng nửa tiếng thôi là các bạn sẽ làm hết nhiệm vụ này. Rồi cũng giống như là cái faucet 10 phút kia ha, thì các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ nha. Bên kia nè. Fork. Cao. Rồi các bạn sẽ chọn một cái hình upside down nha. Upside down là nó bị lộn ngược đây. Rồi, collect your reward. 250.625 USD. Rồi các bạn ok. Rồi, thì cũng giống như là cái 10 phút kia ha, thì nó sẽ đếm ngược và các bạn làm rất là nhanh nha. Đó, mình sẽ làm thêm một lần nữa cho các bạn xem nha, để mình xong 60 cái này và mình sẽ rút về Forex7 cho các bạn coi. Mouse Tiger. Chọn hình upside down này. Bên này. Rồi, collect your reward.
Rồi, ok. Ngoài hai loại đào đó ra thì các bạn sẽ có thêm một cái sponsor link ở đây. Tức là các bạn sẽ xem quảng cáo nha. Thì mỗi ngày nó sẽ cho các bạn khoảng mấy quảng cáo gì đó. Nó không có mặc định một ngày bao nhiêu nha. Và nó sẽ random. Và nó theo giờ, có khi là buổi sáng, buổi tối hay là buổi chiều gì đó nó sẽ cho các bạn, mày chỉ cần vào các bạn coi thôi. Thì các bạn chỉ cần nhấp vào chữ vô ở đây. Thì các bạn thấy đây là nó sẽ là 7 giây, là các bạn sẽ được là 0,0004 USD và tăng thêm một điểm kinh nghiệm. Đó, các bạn nhấp vào thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có khoảng thời gian đếm ngược nha. Sau khi mà nó đếm ngược xong thì các bạn sẽ phải thực hiện một cái captcha, tức là nhấp vào đây, tôi còn phải là robot nha. Sau đó sẽ chọn traffic light, tức là đèn giao thông. Rồi các bạn verify. Đó, sau khi các bạn verify xong thì các bạn sẽ thấy là mình đã nhận được bao nhiêu đây nha. Ok. Rồi, ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một cái phần game. Thì ở đây game thì các bạn sẽ cá cược thì mình không có làm cái phần này nha. Bạn nào mà muốn chơi thì các bạn chơi nha. Rồi, xuống đây thì có achievement. Achievement tức là những phần thưởng thêm sau khi mà mình làm nhiệm vụ nha. Ví dụ như là ở đây complete 20 cái false claim, tức là cái 20 cái mà 10 phút á các bạn làm xong thì nó sẽ hiện một cái dấu tích ở đây cho các bạn nhấn vào để các bạn nhận cái phần thưởng này ha. Ở đây thì mình chưa đủ nè. Sponsor thì mình mới làm có hai cái thôi, hồi nãy một cái với một cái mình làm trước đó rồi. Thì mình đợi là từ đến tối nó có thêm ba cái nữa mình sẽ nhận được phần thưởng này ha. 50 cái này thì mình làm đã được 60 cái rồi cho nên nhận được, các bạn nhấp vào thì mình sẽ nhận được 0,01. Đó. Rồi. Ok. Đây 25 cái lần phát full set thì nãy mình làm thấy 60 thì mình vẫn được nhận phần này nha. Vào. Ok. Rồi, các bạn quay trở lại cái phần phát full set nha. Thì đây có thêm một cái là link is worth to earn more claim, tức là mình sẽ claim được thêm ha. Các bạn chỉ cần nhấp vào đây mà mình sẽ làm nhiệm vụ. Sau khi các bạn nhấp vào thì nó sẽ hiện lên như thế này ha. Thì mình giống như là làm những cái shop link đó các bạn. Thì mình nhấp vào thì ở đây nó sẽ có nè. Mà làm xong cái này sẽ được 0,0011 đô. Làm xong cái này sẽ nó này làm được hai lần nè, mỗi lần là 0,001 đô nè. Các bạn cứ nhấp vào các bạn làm giống như là ở phần short link của những video trước nha. Rồi mình sẽ quay lại cái phần achievement. Khi mà các bạn hoàn thành được 10 cái này thì các bạn sẽ nhận được thêm 3 lượt full set. Fast full set tức là 3 lượt mà 30 giây á. Các bạn làm xong cái này thì nó hiện dấu tích. Và các bạn nhận thêm 3 lượt này thì các bạn sẽ vào cái phần fast full set này và các bạn làm thêm được 3 lượt. Ha. Còn những cái offer này hiện tại thì ở đây nó chưa có, offer world thì chưa có thì mình sẽ không chỉ. Rồi đến phần quan trọng nhất là cái phần rút về ví ha. Thì sau khi mà các bạn làm xong cái phần này, cái phần fast full set, sau khi các bạn làm xong 60 lần thì các bạn cứ nhân lên cho 20.000 thì nó sẽ ra 0,12 mấy á. Rồi sau khi các bạn thực hiện xong hết tất cả các nhiệm vụ ở đây thì các bạn muốn kiểm tra thử là hiện tại mình đã có bao nhiêu tiền rồi thì các bạn chỉ cần nhấn vào phần dashboard thì các bạn có thể thấy là mình đã được 0,023. Rồi các bạn vô cái phần bên đây ha. Các bạn chọn phần rút withdraw. Đó, các bạn nhấp vào phần withdraw thì nó sẽ ra giao diện như thế này ha. Các bạn sẽ thấy là ở đây nó có 6 dạng ví để mình có thể rút về, thì full set pay và minimum nó là 0,01. Như hồi nãy mình nói là các bạn chỉ cần làm nửa tiếng thôi, làm 60 cái nhiệm vụ kia thôi là các bạn được 0,012 ở đây rồi, là các bạn đã rút về được rồi ha. Ở đây là express nè, coin.ph thì ở đây là minimum của nó là phải là 0,5, là hơi cao ha. Thì ở đây mình thấy cái forex pay của mình đang xài forex pay, mình sẽ chọn forex pay. Sau đó mình sẽ chọn cái loại đồng mình muốn rút về. Các bạn sẽ chọn cái loại đồng yêu thích của mình, thì hiện tại mình đang tập trung mình đầu tư vào cái đồng Fiora nên mình sẽ chọn đồng này. Rồi mình sẽ qua cái phần amount wallet address nè. Đó, thì hiện tại cái số của mình đang nào được là 0,02336.
Thì khi mà mình quy đổi của cái đồng phi ra, mình sẽ được chín đồng. Các bạn nhập địa chỉ email của cái ví Forsupply của mình ở đây và mình sẽ nhấn withdraw thì nó sẽ về cái ví của bạn trong vòng 1 giây ha. Bây giờ mình sẽ rút về thử cho các bạn xem. Rồi, cái số tiền mà USD hồi nãy mình đào, mình đã rút về cao, nhưng mà hồi nãy mình rút là cái thằng Fira thì nó hiện lên là khoảng 9 phẩy mấy đồng đó. Thì bây giờ mình sẽ qua bên ví Forsupply mình kiểm tra coi nó có về chưa nha. Ok, rồi các bạn refresh lại ví Forsupply, rồi các bạn kéo xuống kiểm tra. Thì các bạn có thể thấy là nó đã về phía Forsupply của mình là 9 phẩy mấy Fira nha. Ok, cảm ơn các bạn.